Với giá thành hơn 5 củ khoai, mọi người sở hữu ngay cho mình một cái bộ nồi đến từ nhà Zuerlein, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức. Đây là cái bộ Zuerlein Papson, gọi là hoa hậu của nhà Zuerlein. Chất liệu thép không gỉ 18/10, an toàn với sức khỏe. Thiết kế cực kỳ đẹp, trường tồn với thời gian, sử dụng trên tất cả các loại bếp. Và quan trọng nữa, con này được nhập trực tiếp từ Đức về, tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay nhà bếp 89 xin giới thiệu đến quý anh chị một cái bộ nồi đến từ nhà Zuerlein. Bộ này nó có tên là Zuerlein Papson Set 5, bao gồm 4 nồi một quánh. Bộ này có thể nói là hoa hậu của nhà Zuerlein, thiết kế siêu siêu đẹp luôn. Mọi người đi tìm hiểu về cái sản phẩm này cùng bếp 89 nhá. Mở hộp bộ nồi Zuerlein Papson nhà bếp 89 nhá. Một cái vung inox 24 này, một cái quánh 16 này, một cái vung 16 này, một cái nồi 20 cao này, một cái nồi 24 này, một cái vung 20 này, một cái vung 20 nữa này, một cái nồi 16 này, một cái nồi 20 thấp này. Và đây là một quyển catalog. Trên màn hình của quý anh chị là toàn bộ các chi tiết của bộ nồi Zuerlein Papson set 5. Cái này thì bao gồm 4 nồi một quánh, gồm một cái quánh 16 cm dung tích 1,5 lít, một cái nồi 16 cm dung tích 2 lít, một cái nồi 20 cm dung tích 3 lít, một cái nồi 20 cm cao dung tích 3,5 lít, và một cái nồi 24 dung tích của nó là 6 lít. Em nói qua về xuất xứ của cái bộ nồi này. Đầu tiên là đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức, đó là Zuerlein, có gần 300 năm tuổi. Cái thứ hai là dòng này là nó sản xuất ở nước thứ hai và bán tại Đức và nhập trực tiếp từ về Việt Nam, nên là tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, nên mọi người hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề này. Nó không phải là nhập trực tiếp từ nhà máy China sang Việt Nam mà nó đi qua Đức, nên là tiêu chuẩn của nó khác hoàn toàn với tiêu chuẩn của Việt Nam mình. Cái dòng nồi Zuerlein Papson này thì được sử dụng cái chất liệu là thép không gỉ 18/10, an toàn với sức khỏe, hoặc là có thể gọi là inox 304 đấy, được sử dụng trong y tế. Đây là cái đáy của dòng Zuerlein Papson này, rất là dày, dày hơn một phân luôn mọi người ạ. Con này sử dụng cái công nghệ đáy truyền thống của nó là đáy sinh mạc classic này. Lớp ngoài cùng là inox 430 này, bát tư này. Lớp ở giữa là nhôm dàn đều nhiệt này, và ở trong này là inox 304 tiếp xúc với thức ăn này. Dòng này thì đáy càng dày thì nó có ưu điểm là gì? Dày thì cái nhiệt của nó đều, bắt từ tốt và giữ nhiệt rất là tốt. Cái dòng này thì sử dụng trên tất cả các loại bếp này, bếp ga này, bếp phòng ngoại này, halogen này, bếp từ này. Logo Zuerlein rất sắc nét luôn mọi người. Zuerlein làm cái gì cũng rất là chỉnh chu luôn. Hoàn thiện, độ hoàn thiện của Zuerlein thì cực kỳ cao. Cái tay cầm của nồi Zuerlein Papson này, tay cầm vuông này, cầm khá là thoải mái. Thiết kế cái tay cầm khá đẹp. Hàn bình tán này. Tay cầm này thì cách nhiệt nhé, không bị nóng khi nấu bếp từ. Cái dòng Zuerlein Papson này thì được đánh bóng gương ở bên ngoài, bên trong thì đánh bóng mờ. Bóng gương thì rất đẹp, và quan trọng nữa là đánh bóng gương nó rất là dễ vệ sinh này. Nước chảy cái là nó sạch luôn, nó sẽ không bị động cặn canxi như đánh bóng mờ bên ngoài. Và cái mép của nó này mọi người này, cái mép này gấp rất chỉnh chu này, cái mép gấp lại cảm giác nó hoàn thiện rất tốt này. Đây là cái tay cầm quánh Zuerlein này, tay cầm đúc liền này, cực kỳ nặng luôn, rất chắc. Hàn đinh tán này, rất là dễ vệ sinh cái tay này. Cái dòng nồi Zuerlein Papson này thì nó sử dụng nắp thép nhá. Nắp thép này thì nó có ưu điểm là không sợ vỡ, dễ vệ sinh ở cái viền này này. Nhược điểm của nó là không nhìn được thức ăn, và nhược điểm của những cái dòng nắp thép của Zuerlein ấy thì nó hay bị một cái hiện tượng là hiện tượng hút vung. Nếu mà mọi người đun nó trào hết toàn bộ nước lên cái viền vung này cùng thời một lúc ấy, thì thi thoảng nó sẽ bị
xảy ra một cái hiện tượng tức là không mở được vung. Đó, thì cái này thì nó có hai cái cách xử lý. Một là nếu mà người nào mà cầu toàn thì mọi người có thể khoan một cái lỗ rất là nhỏ li ti ở đây này, còn như đầu tâm ấy, thì không giờ bị. Hai là mọi người khi mà nó không mở được ra, mọi người có thể lấy một cái khía dao mọi người cạy vào đây. Hai, một cái ba là mọi người có thể đun sôi nó lên để nó thoát cái hơi ra là nó cũng sẽ mở ra nhá. Đấy là cái nhược điểm của cái dòng nắp thép của Duy Linh. Bên trong cái lòng nồi của Duy Linh thì luôn luôn có cái vạch chia nước rất là tiện này. Gần như tất cả các dòng của Duy Linh đều có. Cái bộ Duy Linh Bubson này thì hãng có thông số là cho vào máy rửa bát thoải mái mọi người ạ, càng rửa nó càng đẹp. Cái thứ hai là có thể cho vào lò nướng ở dưới 200 độ C. Và lưu ý là không nên vệ sinh bằng cái bối sắt tay giáp sắt, làm nó xước cái nồi nó rất là xấu. Một cái nữa là không nên cho nồi vào tủ lạnh nhé, và đang nóng thì không dập lạnh. Cái sản phẩm này thì bên em đang có sẵn tại hàng Free Ship Nội Thành Hà Nội, ship xuyên toàn quốc, nhận hàng thanh tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị là hàng được nhập trực tiếp từ Đức, bảo hành cho quý anh chị 12 tháng lỗi kỹ thuật. Anh chị nào muốn mua thì kích đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985608831. Em xin chân thành cảm ơn.